cười xỉu với chú mèo ma cũ ăn hiếp ma mới để tuyên bố chủ quyền. Mấy hôm nay Sam có em rồi mọi người ạ, à, nhưng mà có vẻ Sam không ưa đứa em từ trên trời rớt xuống này cho lắm. Biết tính mẹ hay tị nạnh khó ở rồi, nên đem nhốt bé kia trong chuồng trước, cách ly hai đứa nó chứ sợ đánh nhau. Nhưng ai mà có dè, con Sam nó cũng nào có tha, cũng ráng với tay vô gõ đầu nhỏ mấy phát mới vừa lòng. Cái gì vậy anh ơi? Sam, làm gì đánh người ta? Cái gì vậy? Nhỏ kia mới về nhà nên yên lặng chịu đòn chứ đâu dám làm gì. Bị Sen phát hiện, em không hề chột dạ còn quay lại cãi lại. Ông để yên cho tôi dạy nó. Dạy mèo thì phải dạy từ thuở mới về, nó mới biết ai nắm trùm cái nhà này. Vừa đánh vừa chửi lầu bầu trong miệng mãi. Nhà này là của mình tao thôi, tài sản với sổ đỏ viết tên tao thôi, của tao hết biết chưa? Ta đây cho người ta nha, đem trả lại nha. Đi vòng vòng một hồi thấy ngứa tay, thế là lại đánh tiếp. Như này lâu chắc sợ nhỏ kia nó lú luôn quá. Đại ca này sống ngoài vòng pháp luật rồi, Sen cũng bó tay. Thôi đánh thì đánh, nhưng mấy ngày sau nhớ thương em nha Sam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.